Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc quy tay. Phần 7, lễ thứ 6. Nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng, Bồ Tát đệ tử, thanh văn thiên nhân, thọ mạng tất giai vô lượng, quốc độ danh từ, đô thắng thập phương, vô suy vô biến, kiến lập thường nhiên, thù thắng hy hữu, A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xưng ba lần một lạy. Nhất tâm quán lễ, thọ mạng vô lượng, quang minh vô lượng. Thọ mạng giáo chủ thế giới Cực Lạc là vô lượng, do đó là vô lượng thọ Phật. Quang minh phóng ra cũng là vô lượng đấy. Bên dưới vẫn phải nói vô lượng quang, vô đẳng quang, vô đối quang, vô ngại quang, 12 danh hiệu. Quang minh cũng vô lượng đấy. Với lại không những Phật là như vậy, tất cả những Bồ Tát đệ tử ở trong nước, tất cả thanh văn trời người, thanh văn thiên dân này là chỉ người vãng sanh. Chúng ta nói phàm thánh đồng cư đồ, chứ vì trên thực tế lại vẫn chưa có đoạn hoặc, chứ vì kiến tư hoặc vẫn còn, do Phật tiếp dẫn mà vãng sanh, vẫn là phàm phu. Tuy rằng chư vị là phàm phu, nhưng chư vị không còn thối chuyển nữa, cho nên bất khả tư nghị nhất chính là ở điểm này. Vì thế từ trình độ đoạn hoặc của họ, họ vẫn là người trời người, còn có người họ chỉ là đã đoạn kiến tư hoặc, vẫn còn trần xa hoặc, vẫn còn vô minh hoặc, do đó trình độ của họ chỉ tương đương với thanh văn. Người này gọi là thanh văn. Nếu như họ chỉ là phát tâm tiểu thừa, căn bản không thể vãng sanh. Vì thế chúng ta đã vượt qua A-la-hán. Mọi người phải biết, sự việc này thì không phải một sự việc nhỏ. A-la-hán đã nghe tên Phật phương khác, cũng không phát được tâm phải quảng độ chúng sanh. Họ chỉ là bát niết bàn, tự liễu rồi, ngã liễu rồi, tôi thanh tịnh rồi, tôi đã không còn phiền não nữa rồi, thì họ đại công cáo thành rồi. Việc này thật ra cũng thật không dễ dàng. Họ vô ngã rồi, không có ngã rồi, do đó gọi nhân vô ngã. Họ bát niết bàn rồi, họ thật sự không còn phiền não rồi. Thế nhưng trần xa hoặc, vô minh hoặc đều chưa phá đấy. Loại này vô cùng vô tận, thời gian không gian đều vô tận mà, phải quảng độ vô lượng vô biên tất cả chúng sanh, vĩnh viễn không có dừng nghỉ. Điều khiến cho họ đạt được tất cả lợi ích triệt để, một tấm lòng to lớn như vậy, A-la-hán không có phát ra đấy. Do đó Phật phê bình họ là tiêu nha bại chủng. Do đó chúng ta ngày nay phát tâm phải vượt qua A-la-hán chính ở chỗ này. Không phải chỉ cầu tự liễu thoát, giải thoát. Loại thanh văn này ngay cả nói họ trình độ đoạn hoặc này đạt đến bình đẳng với thanh văn, nhưng đã là phát đại thừa tâm. Nếu như không phát đại thừa tâm, chỉ là thanh văn, không thể thành tựu sanh đến thế giới Cực Lạc. Vì vậy thế giới Cực Lạc là nhất Phật thừa, đều là phát tâm đại thừa, đều là sắp thành Phật. Thọ mạng tất giai vô lượng, quốc độ danh từ, đô thắng thập phương, sự trang nghiêm của cõi nước này các loại hơn hẳn mười phương. Tên của cõi nước này khắp nơi nghe danh hiệu cũng hơn hẳn mười phương. Chúng ta nếu đến cõi Phật phương khác, chúng ta đếm không được mấy cõi nước đâu, có phải hay không đấy? Mọi người biết người của thế giới Cực Lạc nhiều lắm. Chúng ta đều là tín đồ Phật giáo. Người tôi đây dù sao cũng tuổi tác lớn rồi, chứ vì nếu bảo tôi đọc thuộc, biết cũng có một số cõi Phật nào đó,
tôi cũng đọc không thuộc được mấy cõi đâu. Có phải hay không đấy? Niệm Công nói đến chỗ này cười tươi. Chỗ này chính là danh từ A-di-đà Phật này, Thắng Thập Phương. Mọi người dễ dàng nhớ, khắp nơi đều có người đang nói, trên kinh đều đang giới thiệu. Vô suy vô biến mà, thế giới này không có suy thoái, suy biến ở nơi ấy, không có thay đổi. Tương lai chúng ta cả thế giới này sắp nổ tung lớn đấy, chắc chắn sẽ hủy diệt thôi. Vì thế tương lai nói hỏa tai, phong tai đó, cả trời cũng sẽ thiêu sạch. Thực tế là cái gì? Thực tế chính là cả thế giới này, hoặc là ngân hà, hoặc là cái gì, một vụ nổ hạt nhân lớn cùng xuất hiện thì toàn bộ hạt nhân nổ rồi. Vì vậy cái gọi là hỏa tai đó chính là sóng nhiệt, cái gọi là phong tai đó chính là sóng áp suất. Tất cả điều này đều tránh không khỏi. Do đó tất cả thế giới này ngày nay là có. Ngày nay thiên văn học đã chứng minh có thế giới đã là đang hình thành mới. Từ trong 10 vi trần lại tập hợp lại ở đó, sắp hình thành thế giới. Có thế giới đã suy già rồi, sắp lui khỏi vũ đài lịch sử. Do đó ngôi sao trắng thấp đó chính là năng lượng sau cùng bùng nổ ở đó. Sau cùng thì nó sắp không xong rồi, cả hành tinh hủy diệt. Vì vậy ngày nay lý luận của thiên văn chính là cái thuyết Big Bang. Tại sao xuất hiện vậy? Chính là một sản vật của Big Bang. Thế quá khứ đương nhiên có thế giới có lẽ vừa mới xuất hiện một Big Bang. Sau Big Bang những vi trần này lại tụ hội, chính là thành tựu hoại không. Sau khi thành rồi thì tồn tại là trụ, sau khi trụ rồi phải hoại, sau khi hoại rồi trở thành không, nổ tung thì không rồi, sau khi không rồi lại thành. Tuần hoàn không ngừng, đều là đang tuần hoàn. Và loại học thuyết này khoa học cũng thừa nhận rồi. Nhưng thế giới cực lạc vô suy vô biến, bởi vì đấy không phải là thế giới được tạo thành từ loại vi trần của chúng ta. Nói theo nghiên cứu, chúng ta là thế giới được tạo thành từ vi trần. Ở đấy không phải thế giới được tạo thành từ vi trần, cho nên đấy vô suy vô biến, kiến lập thường nhiên. Ta đã nói đến cái thế giới đó mới là bảo hiểm thật sự nha. Thù thắng hy hữu, A-di-đà Phật. Vô cùng thù thắng, vô cùng hy hữu, A-di-đà Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết bột báo thân này, sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi. Dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ. Mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn. Từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ. Ta niệm Di Đà, Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai. Thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không niệm Di Đà thì niệm ai. Thank you.
Nam